hướng dẫn cài đặt và sử dụng app Hanet Connect. Bước 1. Mở kho ứng dụng trên điện thoại, tìm kiếm ứng dụng Hanet Connect và cài đặt. Bước 2. Mở ứng dụng Hanet Connect và đăng ký tài khoản. Đăng ký tài khoản bằng email. Lưu ý, email này sẽ được dùng để nhận file Excel tổng hợp chấm công của nhân viên khi tải về. Bước 3. Tạo tên địa điểm của camera. Mỗi địa điểm này có thể ắt nhiều camera và tự đồng bộ dữ liệu với nhau. Ấn vào địa điểm vừa tạo để thêm camera. Bước 4. Chọn thêm thiết bị. Sau đó cắm nguồn điện cho camera. Khi đèn nhấp nháy, chọn tiếp tục. Sau đó nhấn quét mã QR ở dưới đáy camera. Bước tiếp theo, kết nối Wi-Fi cho camera, cho phép ứng dụng sử dụng vị trí để kết nối Wi-Fi gần nhất. Camera sẽ lựa chọn Wi-Fi mà điện thoại kết nối, điền mật khẩu Wi-Fi nếu có. Sau khi nhập xong, chọn tiếp tục để kết nối camera. Lưu ý, để điện thoại ở chế độ chuông, nếu để ở chế độ rung hoặc im lặng sẽ không kết nối được. Nhấn tiếp tục để ứng dụng tìm kiếm camera. Tăng âm lượng lớn nhất ở điện thoại để kết nối nhanh hơn. Network connected. Cài đặt thành công, ấn hoàn tất.